Thưa quý vị và các bạn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai đề án xây dựng xã phường thị trấn, huyện thị xã thành phố không ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2025. Thực hiện đề án xây dựng xã phường thị trấn, huyện thị xã thành phố không ma túy của giám đốc công an tỉnh, huyện Quan Sơn đã ban hành nghị quyết số 21 về công tác lãnh đạo phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy, xây dựng xã thị trấn huyện không ma túy trong đó tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân, duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác kiểm soát biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới với hai huyện Sầm Tớ, viêng Say của tỉnh Hồ Phan Lào huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy quyết tâm hoàn thành việc xây dựng 100% xã thị trấn huyện Quan Sơn không ma túy theo tiêu chí của công an tỉnh trong năm 2025.